Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Nhà Nông Phú Nguyễn của mình nha. Trong thời gian gần đây thì có khá là nhiều anh em đang có ý định là về quê để mà làm cái trang trại để nuôi heo rừng. Bởi vì hiện nay là các bạn đang đi làm ở các công ty, các công ty thì phá sản khá là nhiều và lương hàng ngày nó sẽ thấp hơn các bạn vì làm thời gian rất là ít, làm không đủ tháng nên là lương không thể để mà trang trải trong cuộc sống. Đây là các bạn đang có ý định là về quê lập nghiệp nuôi rừng để trang trải cuộc sống, thì các bạn có nhắn tin hỏi mình và cần mình tư vấn và chia sẻ kinh nghiệm về nuôi rừng lai. Các bạn có hỏi mình như thế này: khi nuôi heo rừng thì chúng ta nên mua heo rừng lai con về nuôi hay là chúng ta nên mua heo rừng lai lớn về chúng ta nuôi? Trong hai loại đó thì loại nào sẽ cho chúng ta là mau thu hồi vốn lại hơn? Mình thấy cái câu hỏi này nó rất là hay và rất là cần thiết cho các bạn đang có ý định là nuôi heo rừng lai nha. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái câu hỏi này với cái khả năng là cái kinh nghiệm của mình nuôi heo rừng trong thời gian khá là lâu năm rồi. Theo mình được biết đó các bạn, khi mà các bạn đang có ý định nuôi heo rừng á, các bạn nên mua heo rừng lai lớn vì chúng ta nuôi. Các bạn nên đầu tư một chút về nuôi heo rừng lai lớn đi, bởi vì mình thấy khi mà các bạn mua heo rừng lai lớn về á, các bạn nuôi á, thì nó đỡ việc mất thời gian của chúng ta rất là nhiều. Chúng ta sẽ đỡ chăm sóc hơn heo rừng lai con ha. Bởi vì heo rừng lai con nhỏ mà các bạn về nuôi, các bạn nuôi không biết cần nuôi á, thì heo nó rất là dễ bị tiêu chảy ha, và nó chết thì các bạn mất rất là nhiều tiền ha. Còn đối với heo lớn á, thì người ta đã nuôi lớn rồi các bạn, thì thức ăn của nó thì ăn được hầu hết tất cả các loại thức ăn rồi, nên là các bạn đem về các bạn nuôi thì nó sẽ rất là tiện lợi ha. Nhưng mà giá cả thì nó cao gấp 2 gấp 3 lần heo rừng lai con nha. Nhưng mà đổi lại chúng ta có cái thời gian hơn ha. Heo rừng lai lớn á, thì các bạn ít chăm hơn đối với heo rừng lai con, và thức ăn của nó thì chúng ta sẽ dễ tìm kiếm hơn cho nó. Rồi tiếp theo là cái thời gian mà chúng ta để mà chúng ta lên giống cho những con heo rừng lai lớn á, thì nó sẽ ngắn hơn. Thay vì chúng ta mua heo rừng lai lớn á, vì chúng ta nuôi á, thì đối với những loại heo mà từ 20 kg cho đến 30 kg thì người ta đã thường là nuôi, người ta nuôi là ít nhất là phải hơn 5 tháng rồi các bạn, là nó mới được từ 20 đến 30 kg. Rồi các bạn về nuôi khoảng là 2 tháng 3 tháng nữa, là cho tầm là khoảng tầm 8 tháng thì các bạn có thể là lấy giống cho nó rồi, là các bạn nuôi cho 3 tháng nữa thôi các bạn lấy giống cho nó rồi. Rồi thêm 3 tháng sau nữa, hơn 3 tháng sau, 3 tháng 20 ngày sau đó, thì các bạn lại có heo con rồi. Trong vòng là 6 tháng hơn, 6 tháng rưỡi đi, là các bạn đã có heo con rồi. Rồi các bạn nuôi thêm 2 tháng nữa là các bạn có thể là bán được heo con giống rồi. Cho nên là chúng ta sẽ chăm trong vòng 8 tháng là chúng ta đã có thể là chúng ta đã thu lại cái vốn chúng ta bỏ ra rồi ha. Còn việc mà chúng ta nuôi heo rừng con á, mà các bạn mà mua heo rừng con vì các bạn nuôi á, thời gian chúng ta tốn rất là nhiều. Thức ăn mà chúng ta chăm nó từ bé lên tới lớn á, là hơn 1 năm. Mình nghĩ là hơn 1 năm thì các bạn mới có đàn heo con. Đó là nếu mà chúng ta thuận lợi ấy, các bạn thấy không, thời gian tốn rất là nhiều. Và heo con thì chúng ta phải chăm nó tốn thời gian rất là nhiều nữa. Rồi thức ăn của nó đó các bạn, chúng ta phải thức ăn của nó thì chúng ta phải loại là tốt, chứ không là nếu mà các bạn chăm không tốt là heo con nó rất là dễ bị đau bụng và nó sẽ chết nè. Đó nên là các bạn rất là vất vả khi mà chúng ta nuôi heo rừng lai con nha. Thì nếu mà ở trang trại, những cái trang trại mà người ta nuôi chất lượng á, thì người ta sẽ tiêm phòng cho nó đầy đủ rồi, thì các bạn mua về các bạn nuôi thì các bạn cũng đỡ lo lắng. Tuy nhiên á, là những cái trang trại mà người ta nuôi người ta không có tiêm phòng gì hết, thì các bạn mua heo con về các bạn nuôi á, mà heo con thì các bạn biết rồi, cái sức đề kháng của nó á, thì nó không có bằng heo lớn ha, nên là nó rất là dễ bị như là về tiêu chảy này, rồi suy dinh dưỡng này, ví dụ như là thiếu sắt, nếu mà không tiêm cho nó sắt thì nó sẽ chậm, rất là chậm lớn này, rồi nó sẽ bị E. coli này, rất là nhiều thứ. Cho nên là heo con thì nó nói chung là nó rất là vất vả các bạn.
Nên là theo cái kinh nghiệm của bản thân mình á, nếu các bạn đang có ý định thuê rừng thì các bạn nên đầu tư mua heo rừng lai từ 20 đến 30 kg mà các bạn nuôi, thì nó sẽ nhanh thu hồi vốn hơn ha, và tốn ít thời gian hơn nữa. Thì trước là mình nuôi các bạn cách đây 10 năm á, thì mình vừa đi làm vừa có ý định là đầu tư nuôi heo rừng, thì mình có một người anh hướng dẫn á, là nên mua heo rừng con về nuôi thì thứ nhất là nó rẻ hơn, rồi mình theo con thì mình về mình nuôi mình gần gũi với nó hơn, mình chăm sóc nó hơn thì nó sẽ dạng với người hơn, chúng ta sẽ chăm nó thú vị hơn. Thì mình cũng nghe lời như vậy, thì các bạn biết rồi, mình nuôi đúng y là 1 năm 3 tháng mình mới có đàn heo con đầu tiên. Thật sự ra là lúc đó mình nuôi tốn rất là nhiều tiền các bạn, mình thức ăn của nó, rồi mình chăm nó, rồi thuốc mang để mình nuôi nó, thì đúng y 1 năm 3 tháng mình mới có heo con các bạn, rất là lâu. Và thật sự lúc đó thì mình cũng rất là dễ chán các bạn đó. Đây là một cái ví dụ rất là điển hình mà về cái kinh nghiệm của mình lúc đầu nuôi heo rừng. Rồi sau đó thì mình chăn nuôi lần lần lên, là mình sẽ chọn giống từ những cái con cho nó đẻ ra, rồi mình nuôi lên, rồi mình xem, rồi mình chọn giống, mình thay giống, thay dòng hết lại các bạn. Cho nên là đến bây giờ là mình đã nuôi là hơn 10 năm rồi, cho nên là mình có rất là nhiều loại heo cần rặt, rồi heo thuần chủng, rồi heo ép, rất là nhiều heo. Cho nên là cái kinh nghiệm của mình thì nuôi heo rừng là các bạn không chỉ là chúng ta phải chọn heo rừng lớn hay là heo rừng nhỏ các bạn nuôi, tuy nhiên là các bạn cần phải là chúng ta phải biết cái kỹ thuật của nó này các bạn. Không phải là các bạn cứ nghe mình chia sẻ những heo rừng lớn thì nó sẽ tăng thu hồi vốn hơn thì các bạn mua đâu, nhưng mà các bạn cần phải là đầu tư về cái kiến thức chúng ta nuôi, chúng ta chăm sóc cho nó. Nếu mà thành công thì các bạn sẽ thu hồi vốn rất là nhanh. Còn nếu mà các bạn mua về mà các bạn không biết cách chăm sóc thì nó rất là dễ bay nha, có nghĩa là nó sẽ chết. Chúng ta không biết chăm thì để xảy ra nhiều vấn đề, nhiều cái trường hợp đó các bạn, heo nó chết mà các bạn không biết. Đó là cái kinh nghiệm của mình. Video ngày hôm nay mình chia sẻ với các bạn một chút thôi nha. Rồi cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi cái video chia sẻ ngày hôm nay. Hy vọng qua cái chia sẻ hôm nay sẽ giúp cho các bạn có thêm một kiến thức nhỏ nhỏ để các bạn nuôi heo rừng ha. Nếu các bạn cần hỏi cái gì hay là thắc mắc cái gì thì các bạn có thể comment vào phía dưới video này của mình nha. Để rồi mình sẽ lên để mà trả lời cho các bạn ha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video sau nha.